Vâng, xin mình mến chào các quý anh em nhé. Trong quá trình chơi Zippo thì anh em có thắc mắc tại sao là có những cây Zippo mà giá 5-700 nghìn nhưng cũng có những cây là giá 5-7 triệu đồng không? Thì hôm nay shop mình sẽ làm video giới thiệu cho anh em xem biết lý do vì sao anh em nhé. Thì để giới thiệu cho anh em biết thì mình sẽ lấy ra đây hai cây Zippo đại diện cho hai cây đấy anh em nhé. Cây này là 5-700 nghìn này, còn cây này là 5-7 triệu đồng anh em nhé. Thì để trả lời rõ hơn thì mình phải lấy ra chi tiết sản phẩm cho anh em xem. Đây. Thứ nhất là cái cây này, cây này là cây cao cấp này. Đây. Mình cất cái hộp đi cho nó gọn gàng anh em nhé. Đây, cây này là cây phổ thông này. Đây. Thì để cho anh em tiện theo dõi ấy, mình xin phép được đọc mã số cho anh em xem nhé. Thứ nhất là cái cây cao cấp này này là có mã số là XN02 anh em nhé, XN02. Còn cái cây phổ thông này có mã số là ZPT06 anh em nhé. ZPT06. Nguyên nhân có sự chênh lệch về giá như thế là thứ nhất này, cái cây cao cấp này đây, nó được mạ vàng anh em nhé. Cây này thì nó mạ vàng 24K luôn, vỏ mạ vàng này đây. Và ở bên trong ruột của cái sản phẩm này thì nó cũng mạ vàng luôn anh em nhé. Thì chút nữa mình sẽ bóc ra cho anh em xem cái ruột của nó đây. Cái này nó mạ vàng toàn thân luôn đây, mọc đáy cũng mạ vàng luôn đây. Còn cái cây phổ thông này thì nó chỉ là mạ chrome thông thường thôi anh em nhé. Đấy. Tất nhiên là cái chrome này cũng bền nhưng mà nó không phải là một cái kim loại hiếm anh em nhé. Nhưng là giá tiền nó cũng sẽ thấp hơn. Đấy. Cái điểm thứ hai, cây Zippo cao cấp này nó có cái mộc đáy này là mộc đáy armor. Tức có nghĩa là cái cây này thì nó sẽ dày hơn so với cái cây phổ thông này từ 1,35 cho đến gần 1,5 lần bình thường anh em nhé. Cái cây này dòng tiêu chuẩn, còn cái cây này vỏ nó dày hơn. Đấy. Suy ra thì cái cây này cái vỏ dày thì nó sẽ bền hơn anh em nhé. Tức là bền hơn những ở những cái điểm ví dụ như anh em dùng mà nó có rơi rớt ấy, thì cái cây phổ thông nó dễ bị cấn móp, còn cái này thì nó sẽ ít bị cấn móp hơn. Về cái điểm thứ ba là cái cây cao cấp này thì nó được chế tác rất là tinh xảo anh em nhé. Thì nó chế tác tinh xảo như thế dẫn tới là cái thời gian chế tác nó sẽ lâu hơn, dẫn tới là cái giá tiền nó phải cao hơn là rõ ràng rồi anh em nhé. Thì ví dụ sơ bộ ở cây này thì nó chế tác này, đây, anh em thấy nhá, nó được trước tiên khi làm chất liệu bằng đồng, sau nó sẽ được khắc đấy. Đấy, cái này thì nó khắc bằng mũi khoan anh em nhé, nó khắc bằng mũi khoan nên là nó rất là lâu. Ví dụ khắc được một cây này thì mất cả hàng tiếng đồng hồ anh em nhé. Đấy, nó như thế, mặt trước này, sau rồi nó nối sang cạnh bên này, đấy, nối ra mặt sau này, sau đấy rồi có cái điểm nhấn của sản phẩm này đấy, là một lớp keo epoxy anh em nhé. Cái này là keo nhựa epoxy thì nó rất là cứng và độ trong suốt thì cao. Thì cái này nó được làm thủ công anh em nhé, dẫn tới là thời gian nó làm thì nó sẽ lâu hơn. Ví dụ cây này làm mấy tiếng thì cây này chỉ làm có mấy phút thôi anh em nhé, đấy, mấy chục phút thôi. Cái này là chỉ là mạ sơ sơ là xong thôi đấy. Khi mà làm chế tác xong ấy, thì mới đến cái công đoạn làm mạ vàng 24K anh em nhé. Còn đối với cái dòng sản phẩm này đây, như với cây phổ thông này thì nó chỉ làm một cái lá đồng thôi anh em nhé. Xong rồi nó dập đây, nó dập tạo hình xong rồi nó gắn bản lề vào và nó đưa vào dung dịch, nó mạ chrome satin đấy, thì là sẽ là xong cái cây này anh em nhé. Chứ nó không có khắc, có khít gì hết. Dẫn tới việc là cây này hoàn toàn rẻ hơn cây này là rất chi là hợp lý anh em nhé. Và thêm một cái lý do nữa để một cây Zippo cao cấp nó đắt tiền hơn cây phổ thông là ở cái hộp anh em nhé. Chiến thuật về hộp thì cái hộp ở cây cao cấp rõ ràng là nó hơn rất là nhiều so với cái cây phổ thông anh em nhé. So với một cái cây phổ thông bình thường thì nó chỉ như thế này. Đấy, nó hộp nó như thế này, rất chi là đơn giản. Đấy. Thì nó để làm giá thành nó rẻ đi thì nó làm cái hộp như thế này nhé. Còn mấy cây luxury thì nó đây, lớp hộp thứ nhất này. Đấy, xong rồi đến lớp hộp thứ hai. Đấy, bên trong đây thì nó dập nổi các kiểu và màu chữ cũng rất là nổi bật anh em nhé. Nó thiết kế ra cái hộp này thì tất nhiên là giá tiền nó cũng phải cao hơn. Đấy, bên trong này thì nó có cái hộp như thế này. Đấy, rõ ràng là cái hộp nó cao cấp hơn rất là nhiều anh em nhé, dẫn tới giá tiền nó cũng phải là chênh lệch rồi. Và lý do thứ năm để một cái Zippo cao cấp này nó giá tiền nó cao hơn là vì cái dòng này thì nó sẽ sản xuất với số lượng nó thấp hơn anh em nhé. Đấy, cái số lượng sản xuất cái cây này nó sẽ ít hơn rất là nhiều so với cái cây phổ thông này. Đấy, cây này là sản xuất đại trà anh em nhé, ngày nào công ty Zippo nó cũng sản xuất hết, còn cây này chỉ có số lượng ít thôi. Chính vì vậy để mà bù lại cho cái giá thành nó như thế
thì cái cây này bắt buộc nó giá nó phải cao hơn thì nó lợi nhuận nó mới đủ để mà công ty nó hoạt động anh em nhé. Còn cái cây này thì ngày nào cũng làm nên là giá nó bắt buộc nó phải rẻ hơn. Thêm một cái lý do thứ sáu nữa thì mình sẽ đi vào trong cái ruột một chút anh em nhé, bên trong xem. Đấy, thì mình sẽ bóc tem ra. Đấy, cây thứ nhất, cây thứ hai. Thì bên trong cái ruột này mình báo là vừa rồi thì mình sẽ bóc tem cho anh em xem nhé. Thì bây giờ mình bóc tem và mình test âm cho anh em cây Amon này. Âm thanh nó như thế anh em nhé. Còn cái cây phổ thông này, đấy, cái dòng phổ thông thì nghe nó thanh hơn, còn cái dòng Amo thì nghe nó trong hơn anh em nhé. Đấy, bên trong này, thì cái lớp mạ vàng ở bên trong này thì nó cũng chỉ lem vào một ít ít bên trong chứ không lem toàn bộ anh em nhé, tại vì không thấy mạ vàng bên trong đấy được. Đấy, nhưng mà nó cũng có chất liệu là bằng đồng đây. Đấy. Cái lý do nó mà đắt hơn này, đấy, là cái ruột này được mạ vàng luôn anh em nhé, anh em xem này. Ruột nó mạ vàng luôn và mình có cảm giác đấy, cái lý do thứ sáu là mình có cảm giác là cái ruột này nó cứng cáp hơn anh em nhé, cái ruột mạ vàng nó cứng cáp hơn đấy. Mình thấy mình bóp các cái bồng đốt này thấy cái nó có vẻ cứng cáp hơn so với cái ruột này. Về hình thức thì nó như nhau anh em nhé, về hình thức nó như nhau đấy, như nhau. Về nó cầm xăng thì nó cũng cầm như nhau, cầm khoảng một tuần lễ thôi anh em nhé. Ok, thì trên đây là mình đã nói đến cái 6 lý do vì sao mà cây Zippo có cây giá cao, cây giá thấp anh em nhé. Thì có thể là mình sẽ nói còn thiếu sót một vài về điều gì đấy. Nếu anh em biết thì anh em có thể bình luận bên dưới cho mình xem nhé. Còn nếu mà anh em quan tâm về cái sản phẩm mình đang cầm trên tay đây thì mình có để link ở bên dưới phần bình luận hoặc mô tả anh em nhé. Cây này có mã số là ZPT06 anh em nhé. Là cây này này, ZPT06. Cái này có giá chỉ là 590.000 anh em nhé. Còn cây này có mã số là XN02. Đấy, giá của cây này là hơn 5 triệu và cụ thể là 5.320.000 anh em nhé. 5.320.000. Ok, anh em xem video cho shop xin một đăng ký kênh nhé và một like. Còn nếu cần thêm thông tin thì anh em cứ lên Google và chữ shipman.vn. Vâng, kính chào tạm biệt.